liên quan đến việc Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Sáng ngày 21 tháng 4, trả lời phóng viên VTC News, bà Đinh Thị Lý, 56 tuổi, trú tại thành phố Thái Bình cho biết, chiều ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình lập sơ đồ hiện trường, lấy lời khai của bà để phục vụ công tác điều tra vụ án. Theo bà Lý, sáng ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Thái Bình mời bà lên trụ sở làm việc lấy lời khai. Tại đây, lực lượng Công an thành phố Thái Bình cũng động viên nhắc nhở bà tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tin tưởng cơ quan điều tra sẽ làm việc hết sức mình để không ai bị oan sai, có kết quả sớm nhất cho gia đình bà. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an thành phố Thái Bình cùng bà Lý về trụ sở Công an phường Trần Lãm. Bà Lý vẽ lại sơ đồ vụ việc hai mẹ con bà bị đánh. Tại đây, lực lượng công an cũng chất vấn tại chỗ những tình tiết xung quanh vụ việc. Bà Lý cho biết, thời điểm đó, Đường cùng 5 đàn em khác có mặt tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm. Cửa phòng tiếp dân đóng, bà không dám hô vì sợ đánh thêm. Cửa phòng tiếp dân có thời điểm hé mở khoảng 30cm, một chiến sĩ công an đứng nhìn vào, sau đó cánh cửa khép trở lại. Sau khi cửa được mở toang, bà Lý chạy ra hô to cầu cứu. Cũng trong sáng nay, ngày 21 tháng 4, phóng viên VTC News liên hệ qua điện thoại và trực tiếp đến Công an thành phố Thái Bình để xác minh làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, phóng viên không nhận được phản hồi từ lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình. Tương tự, phóng viên cũng đã đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc xác minh thông tin về nội dung bà Lý cung cấp. Tuy nhiên, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Thành Trung từ chối trả lời và mời phóng viên ra khỏi cơ quan. Theo hồ sơ vụ việc, sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014, bà Đinh Thị Lý và con trai là Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm trình báo về việc bị băng nhóm Nguyễn Xuân Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân Công an phường, Đường và đàn em đã bất ngờ xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung khiến anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%. Ngày 5 tháng 1 năm 2015, Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Mới đây, sau khi hai vợ chồng Đường Dương bị bắt, ngày 14 tháng 4 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình điều tra xử lý vụ án theo quy định.